đến với kênh YouTube Phan Dũng Cuộc Sống Đa Sắc Màu. Ngày hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem chương trình diễu hành của anh em đội mô tô thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023, non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng. Đây là anh em mô tô đội Harley. Hầu như cuộc đua xe đạp quốc truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nào thì anh em mô tô đội Harley này cũng đồng hành với cuộc đua, đặc biệt là cái chặng từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Còn đội mô tô dẫn đoàn thì là một đội khác, để chút xíu nữa mình sẽ quay cho mọi người. Ở đây là đội mô tô Harley thôi. Ngày hôm nay thì cũng là một cái ngày rất là đặc biệt, và cũng có một cái điều kiện để cho mình quay rất là nhiều dòng xe và rất là nhiều những cái dòng xe mới lạ và giá trị để cho mọi người xem. Chứ thực ra là nếu mà bình thường ra mình mà có muốn quay một cái tập hợp xe nhiều chủng loại đông như này thì cũng rất là khó. Thế nên là đây cũng là dịp rất là đặc biệt. Đối với những tín đồ chơi mô tô thì Harley là một trong những cái dòng xe rất được nhiều người hâm mộ, bởi vì cái tiếng bô của nó là một trong những cái điều rất là đặc biệt. Khi mà nghe là cảm thấy một sự thích thú, hưng phấn. Chỉ cần nghe cái tiếng bô là biết ngay là Harley thôi. Bản thân giờ Harley có rất là nhiều dòng, và bây giờ nó có nhiều những cái dòng mới rất là đẹp. Mang đến cho cái người điều khiển một cái sự thoải mái, hưng phấn. Ở ngoài một số những anh em chơi Harley thì mình sẽ quay cho mọi người xem một số xe khác như là Triumph. Này là con BM. BM nó có một cái
Rất là đặc biệt là máy nó ngang thì nhìn cái xe đó từ xa là mình sẽ nhìn thấy nó rất là hầm hố. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong để mình sẽ quay cho mọi người xem một số những xe để sử dụng cho dẫn đoàn nhé. Rồi và đây là mình quay cho mọi người xem tất cả những xe mà để dùng để dẫn đoàn. Đây là chiếc Goldwing. Những chiếc này là để sử dụng chạy đầu đoàn, có cắm cờ, cái cờ tổ quốc, rồi cờ cuộc đua của cuộc đua xe đạp và cờ của nhà tài trợ. Đối với tất cả những cái xe mà để sử dụng dẫn đoàn đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì đều sử dụng một tông màu vàng hết. Đối với những xe cơ động để mở đường thì đa số anh em sử dụng xe chồm hoặc là chồm lỡ. Cái lý do của nó là đối với những cái xe này thì nó sẽ điều khiển một cách rất là cơ động, chứ nó không dụ như xe hạc lây thì để diễu hành hoặc đi biểu diễn thôi. Còn nếu mà sử dụng trong cái việc mà mở đường hoặc là dọn đường thì nó không được thoải mái và cơ động như những chiếc chồm và chồm lỡ như thế này. Và tất cả những chiếc xe này ngoài cái nhiệm vụ mở đường thì có một số chiếc sẽ sử dụng để chở anh em truyền hình, anh em báo chí và trọng tài. Trước mỗi một chuyến đi dài mà đặc biệt giống như là chuyến đi mà cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì là một cái quãng thời gian rất dài, thì anh em ô tô là phải bỏ một khoảng thời gian để kiểm tra xe rất là kỹ và cũng như là dọn dẹp và kiểm tra lại chất lượng xe để đảm bảo cho bảo vệ đường đua một cách an toàn nhất. Hello.
À, xin cảm ơn mọi người đã coi clip nha. Mọi người thấy hay thì cho mình một like, một share và một nút đăng ký kênh để không có bị lỡ những cái video kế tiếp của mình. Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Cảm ơn tất cả mọi người.